Vẽ ảnh thờ cho Phú ông. Ông Dần ơi, ông Mão đấy ạ, có chuyện gì thế? À, có chuyện gì đâu, tôi sang chơi thôi mà. Sang chơi thôi hả? Bình thường có việc mới thấy ông sang mà. Bác cứ nói thế. Bác có bức tranh gì thế này? À, bức chân dung tôi thuê người vẽ đấy. Ông thấy thế nào? Tuyệt, đẹp lắm. Cứ y như là người thật vậy. Màu sắc hài hòa, nét vẽ cũng rất tinh xảo. Xem ra ông cũng am hiểu nghệ thuật đấy nhỉ. Chúng ta bây giờ cũng lớn tuổi rồi, nên lưu lại một bức cho con cháu. Kẻo sau này già yếu, muốn vẽ cũng không được đẹp như bây giờ. Ông nói cũng phải. Có khi tôi cũng phải làm một bức. Tay họa sĩ ấy ở đâu? Ông mách cho tôi với. Nhà anh ta ở ngay đầu xóm bên. Ông sang đấy hỏi họa sĩ Tộ là ai cũng biết. Anh ta nổi tiếng vẽ chân dung, tài hoa hiếm thấy đấy. Ồ, cảm ơn ông. Tôi đi luôn đây. Sao thế? Mãi chuyện vẽ tranh, quên mất việc chính. Ông cho tôi mượn bộ cờ về chơi vài hôm. Có bộ cờ mà cứ mượn qua mượn lại. Ở chợ thiếu gì, sao ông không ra mua một bộ mà chơi? Tại cái chợ nó xa hơn nhà ông, nên tôi ngại. Ông vẫn để trong kia ấy gì? Để tôi vào lấy cho. Nhà giàu mà kẹt sĩ, suốt ngày đi mượn đồ thôi. Tôi muốn vẽ bức chân dung to như của ông Dần. Anh có vẽ được không? Tất nhiên, ông muốn vẽ to hơn cũng được, giá nào thì tranh đấy thôi. Thế bức như của ông Dần thì bao nhiêu tiền? À, bức ấy tôi lấy 15 quan. Hả? Cái gì? Những 15 quan cơ à? Sao đắt thế? Thế là rẻ lắm rồi. Chỗ quen biết với ông Dần nên tôi mới lấy thế. Chứ bình thường bức đó tôi phải lấy 20 quan. Anh bị điên hả? Bức tranh vớ vẩn này mà đòi 15 quan, quá là cắt cổ người ta à. Ấy, ông đừng nóng, giá thế là mềm lắm rồi, không đâu rẻ hơn được đâu. 5 quan có vẻ không? Ông đùa à? 5 quan còn chưa đủ tiền màu, làm sao tôi vẽ được? Anh tưởng tôi không biết gì về hội họa à? Màu này ra chợ 5 quan mua được cả tá. Anh đừng hòng lòe tôi. Tôi chỉ trả 5 quan. Anh có vẽ thì vẽ. Ông Dần nói quả không sai. Tay này đúng là keo kiệt nặng. Mình phải... Sao? Có vẽ không? Thôi được, tôi sẽ vẽ. Ông đưa tiền trước đây. Có thế chứ. Này, anh phải ngồi trước mặt tôi thì mới vẽ được chứ. Sao lại ngồi đằng sau thế? Tôi có cách vẽ của tôi. Ngồi trước mặt thì thường quá. Ông có muốn vẽ không mà hỏi lắm thế? Phải ngồi yên tôi mới vẽ được chứ. Thấy ông Dần bảo hắn tài hoa hiếm thấy, chắc hiếm ở điểm này đây. Cứ để hắn vẽ xem sao. Ờ, vẽ đi. Đưa tôi xem nào. Hả? Cái gì thế này? Vẽ tranh là vẽ phía trước, vẽ mặt mũi, chứ sao lại vẽ sau lưng? Thế này mà cũng đòi vẽ à? Trả tiền đây. Những người keo kiệt trả tiền công như ông thì còn mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ. Tôi mà vẽ đủ cả mặt mũi để người đời tế bố tôi lên à? Tiền nào của nấy mà. Ôi là trời! Bức hình hoàn hảo.
Sao mới tầm này đã tắt đường nhỉ? Mà không khí hôm nay tệ thật. Hình như khu nhà chung cư khuất phía trên kia đang xảy ra sự cố cháy nổ. Ôi, đúng là cháy thật rồi. Tôi nhìn thấy có làn khói đen bốc lên. Vụ cháy này không nhỏ. Các anh ấy đã quên mình vì nhiệm vụ. Mong là tất cả mọi người sẽ được giải cứu. Phải chọn lọc ảnh để viết một bài phóng sự về lính cứu hỏa cứu dân. Bức hình này đã ghi lại khoảnh khắc nỗ lực quên mình của anh lính cứu hỏa thầm lặng. Nhất định phải gửi bức này đi cho các báo khác nữa để nêu gương về người tốt việc tốt. Xem nào, phải xóa bàn tay đen này đi thì bức hình sẽ thực sự hoàn hảo. Cảnh chụp được khoảnh khắc đẹp quá, đầy tính nhân văn. Em bé này thật may mắn. Cậu làm tốt lắm. Bài phóng sự và đặc biệt là bức hình cậu chụp đã gây tiếng vang rất lớn. Các báo khác và các trang mạng xã hội chia sẻ bức hình của cậu ầm ầm. Chúc mừng cậu. Em cảm ơn anh. Em chỉ may mắn bắt được khoảnh khắc ấy thôi à. Anh Trung ơi, hôm nay anh có fan hâm mộ nhí tìm anh đấy. Em đùa anh à? Thật đó. Em đâu có đùa đâu. Sáng nay có một cậu bé trạc 10 tuổi đến hỏi em chú nào chụp bức ảnh lính cứu hỏa dũng cảm mà. Ừ thế à, trẻ con bây giờ quan tâm đến thời sự nhỉ. Xe xịt hết lớp sau rồi. Cậu gì ơi. Lạ thật đấy. Hôm qua hôm kia nữa cũng bị xịt đã vá rồi. Có lẽ cái lớp cà tàn quá. Hôm nay có lương phải thay luôn mới được. Trời, lẽ nào có ai cố ý? Mình nào có gây chuyện gì với ai chứ? Trời tối mịt, quán sửa xe có khi đóng cửa rồi. Mai mình sẽ canh bằng được có kẻ nào lại cố tình. Bực quá. Mình để ý cả ngày nay không có ai. Hay đúng là số mình xui thật, vớ phải cái lớp xịt. Mà mưa gió thế này, ai mò ra bãi giữ xe làm gì? Thằng bé kia. Ơ, cái thằng bé kia. Có chuyện gì thế cậu Trung? Dạ, không có gì đâu bác. Cháu có việc phải ra ngoài gấp một lát. Giữa thành phố mà vẫn có những khu nhà cũ thế này sao? Dạ, chào anh. Anh là... Thằng bé Tí nhà tôi, có phải nó vừa gây chuyện gì với anh không? À, không, không có gì ạ. Thú thật với anh, tôi bệnh tật nằm liệt giường thế này. Tiền tiết kiệm đã kiệt. Cháu Tí tạm thời phải nghỉ học, đi nhặt nhạnh phế liệu, đánh giày kiếm tiền. Tội nó lắm, tôi chỉ lo cháu ra ngoài có chuyện gì. Dạ, thế mẹ các cháu đâu hả anh? Nhà tôi đã qua đời trong vụ hỏa hoạn hôm trước, khi cố gắng cứu tôi vô dụng nằm liệt giường. Và các cháu. Là vụ hỏa hoạn ở khu chung cư cũ gần đây sao anh? Lúc ấy cô ấy đã cứu vương mình trong đám cháy, với tay trao cháu cho lính cứu hỏa, rồi không kịp thoát ra nữa. Cô ấy là mẹ đẻ của cháu Na và là mẹ hai của cháu Tí đây. Lúc trước thằng Tí chỉ thích gây chuyện với hai mẹ con cô ấy, nhưng giờ thì nó biết thương mẹ lắm, biết lo cho em. Mà này anh ơi, có thật là cháu Tí không có gây ra chuyện gì không ạ? Phiền anh phải tới tận đây. Cháu ghét chú. Chú là phóng viên đáng ghét nhất. Tí, con nói cái gì thế? Con không được hỗn. Đúng, chú là phóng viên. Nhưng sao cháu lại ghét chú? Chú viết bài và chụp ảnh chỉ ca ngợi chú lính cứu hỏa. Chính mẹ cháu mới là người dũng cảm hy sinh để cứu cả nhà cháu. Mẹ cháu mới là người hùng. Chú, giờ chú mới hiểu chuyện. Bài viết của chú đã thiếu sót quá lớn rồi. Chú xin lỗi. Chú... Không phải mỗi chú có lỗi, cháu cũng có lỗi. Giá mà cháu biết thương mẹ nhiều hơn, mẹ cháu đã hy sinh tính mạng cứu bà cháu, cứu cháu và em Na.
chú cho mẹ cháu vào bức hình nữa, được không chú? Chú sẽ làm thế. Còn tí à, cháu phải cường lên nhé. Ba và em hy vọng cả vào cháu đấy. Chú sẽ luôn ở bên hỗ trợ cháu. Cháu sẽ sớm được đi học lại thôi. Dạ. Đây mới là tiêu điểm của bức hình. Không một chỉnh sửa nào có thể sánh với đôi bàn tay này. Có một người mẹ như thế. Cháu vào đi, chiều nay cố gắng thi tốt nhé. Từ hôm cháu qua nhà bác để chuyên tâm ôn thi, mẹ chẳng sang thăm, cũng không gọi điện. Mẹ cháu đang bận lắm phải không bác? Mẹ cháu đang phải lo liệu công việc, chuyện người lớn, cháu không cần quan tâm đâu. Mà nhanh vào đi, kẻo muộn thi bây giờ. Thời gian làm bài thi học sinh giỏi môn văn là 120 phút. Các em làm bài nghiêm túc, nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong thi cử. Vì thế này, câu cuối phải liên hệ với hình ảnh người mẹ sao? Để mình nghĩ xem nào, mình nên viết gì về mẹ đây? Mọi người kể rằng bố mình mất sớm, để lại cho mẹ những khoản nợ chồng chất. Lúc đó mẹ đang mang thai mình, đó thật sự là một cú sốc lớn, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một người phụ nữ hiền lành, suốt ngày chỉ biết nội trợ. Để trả nợ và trang trải cuộc sống, mẹ đã phải làm rất nhiều công việc khác nhau. Mỗi lần nghĩ đến cảnh mẹ ôm bụng bầu, rong ruổi khắp nơi kiếm sống, mình lại không thể kìm được nước mắt. Thời gian trôi qua, cuộc sống của hai mẹ con mình cũng dần dần đầy đủ, sung túc. Đó cũng là lúc mình phải quen dần với những canh bạc đen đỏ diễn ra lén lút trong nhà. Tôi không có tư cách gì để oán trách công việc của mẹ, vì tôi biết mình đã lớn lên, được ăn no mặc ấm, được đến trường đi học cũng nhờ chính những đồng tiền không lương thiện đó. Tôi lại chị, tôi đã thế chấp toàn bộ nhà cửa rồi, giờ thua hết thế này, cả nhà tôi chỉ có nước ra đường ở. Chị làm ơn làm phước cứu cả nhà tôi với. Tôi không quan tâm chuyện nhà anh, giờ anh cho vay chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Nếu muốn trách thì trách vận anh xấu, chơi không thắng nổi thiên hạ. Và không biết từ lúc nào, hình ảnh của mẹ đối với mọi người xung quanh chỉ toàn là lạnh lùng, tàn nhẫn, lừa lọc. Đó thật sự là điều khiến mình đau lòng nhất. Con cứ ăn tiếp đi, để mẹ ra xem thế nào. Cứ ở trong này đừng ra ngoài làm gì. Chắc lại mấy lão say xỉn đấy mà. Dù với người khác mẹ có lạnh lùng, nhẫn tâm thế nào, nhưng với mình mẹ vẫn luôn dịu dàng, ân cần, quan tâm từng chút một. Mẹ luôn bao bọc, che chở mình khỏi những phức tạp, rối ren bên ngoài. Các em chú ý, thời gian làm bài còn 30 phút. Các em nhanh chóng hoàn thiện bài thi. Thay vì bịa ra hình ảnh một người mẹ mẫu mực nào đó, mình sẽ kể về người mẹ không hoàn hảo của riêng mình. Thật ra, mẹ cháu bị công an bắt từ mấy hôm trước. Mẹ cháu không cho bác nói với cháu. Bác cũng không muốn chuyện này làm cháu phân tâm. Mẹ cháu có sao không bác? Lúc đó công an ập vào bất ngờ. May mà các con bạc đều tháo chạy kịp. Mẹ cháu chỉ bị bắt để lấy lời khai thôi. Mẹ cháu sẽ sớm được thả ra ấy mà. Một tháng sau. Bác Tam ơi, bác xem cháu đã đạt điểm cao nhất trong kỳ thi học sinh giỏi văn này. Cháu còn dám khoe chuyện này nữa à? Cháu có biết mình đã làm gì hay không? Cháu đã hại mẹ cháu rồi, An ơi! Bác nói sao? Cháu đã hại mẹ cháu ư? Có chuyện gì với bác? Một tháng nay, chị luôn ngoan cố không chịu khai gì. Chị nghĩ mình có thể thoát tội được sao? Tôi chẳng làm gì phạm pháp cả. Chẳng phải các cậu cũng không tìm thấy bằng chứng để buộc tội tôi sao? Đúng là chị và đồng bọn của chị làm việc rất tinh vi, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng may thay, chúng tôi đã phát hiện ra bài văn đạt giải của con gái chị. Cậu nói gì tôi không hiểu. Có lẽ chị không biết. Trong bài văn của con gái chị, có đoạn viết rất cảm động về hình ảnh người mẹ. Vô tình, nó lại cho chúng tôi một số chứng cứ để buộc tội chị. Cậu đừng có lừa tôi. Tôi biết các cậu đang lấy con tôi làm mồi nhử. Thực ra chẳng có bài văn hay chứng cứ gì hết.
tôi sẽ cho chị thời gian để suy nghĩ. Nhưng tôi hy vọng chị sẽ khai nhận thành thật để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, để sớm trở về đoàn tụ với con chị. Đây đúng là chữ viết của con bé An rồi. Đọc đến đây, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tôi là một đứa trẻ đáng thương, bởi trong suy nghĩ của nhiều người, cha mẹ phải là những bậc mẫu mực, hoàn hảo. Nhưng không mấy người nhận ra rằng, ngay cả khi làm cha làm mẹ, cha mẹ chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường như bao người khác. Và nếu đã là con người, thì ai cũng có lúc sai lầm. Cũng giống như mẹ, luôn tha thứ khi tôi mắc lỗi. Tôi cũng sẽ mỉm cười không phán xét khi mẹ tôi mắc sai lầm. Có thể mẹ tôi không phải một hình mẫu hoàn hảo, nhưng tôi vẫn sẽ luôn yêu mẹ rất nhiều. Chị đã suy nghĩ kỹ chưa? Có thể bài văn không tiết lộ quá rõ về việc tổ chức đánh bài phi pháp của chị, nhưng chúng tôi có thể triệu tập cháu An đến điều tra. Xin đừng đụng đến con gái tôi. Tôi sẽ khai hết toàn bộ sự việc. Con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Nếu không phải vì con thì mẹ đã không phải đi tù. Con hối hận về bài văn đó ư? Mẹ thì ngược lại, mẹ rất tự hào về con. Con gái của mẹ đúng là giỏi thật. Viết về một người mẹ tồi tệ mà lại có thể lay động đến thế. Mẹ đừng nói như thế. Vì bài văn đó mà mẹ đã mất tất cả. Con mới là tất cả của mẹ. Mẹ luôn nghĩ rằng mình đã lo được chu toàn cho con. Nhưng mẹ lại chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của con về công việc mẹ làm. Mẹ biết không, so với cuộc sống sung túc, đủ đầy, con chỉ hy vọng được sống những tháng ngày bình yên bên mẹ thôi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!